Thầy trò chúng ta làm một câu nói về tình huống thực tế vô cơ để như sau. Một hộ gia đình dùng than tổ ong để đun nóng và trung bình mỗi ngày hết 2 viên than. Mỗi viên than có khối lượng là 1,2 kg. Biết loại than tổ ong này chiếm 87% carbon, 15% lưu huỳnh về khối lượng, còn lại các tạp chất không cháy. Biết loại than khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol carbon thì nhiệt lượng tỏa ra là chừng đó, 1 mol tỏa ra chừng đó, hiệu suất là 37,5%. Qua yêu cầu chúng ta là nhiệt lượng cung cấp cho hộ gia đình từ việc đốt than hàng ngày tương ứng với bao nhiêu kilowatt trên giờ. Kilowatt giờ biết rằng 1 kilowatt giờ bằng 3600 kilojoule. Ở đây là một câu hỏi tình huống thực tế và câu này chúng ta có thể dùng kiến thức của lớp 8 để trị, không cần lớp 9 đâu. Và bài trên này cần hiểu vấn đề thôi. Rồi, trước tiên thì bạn cần phải cho thầy biết được ở đây người ta dùng bao nhiêu viên than. Em ơi, trung bình mỗi ngày dùng hết 2 viên. 2 viên đúng không? Mỗi viên có khối lượng là 1,2 kg. Như vậy đây chúng ta khối lượng của than ở chúng ta là bao nhiêu ạ? Phải là 2,4 kg. Tiếp. Ở đây trong này nó chứa 87% carbon và 1,5% S, thì chúng ta sẽ tính được mol C và mol S. Bạn hiểu vấn đề không ạ? Rồi, khi mình có khối lượng rồi á, thì mình sẽ đổi sang mol. Và khi có mol rồi á, em sẽ chuyển từ là gì? Người ta cho 1 mol thì tương ứng với chừng này nhiệt lượng, 1 mol chừng này tương ứng với nhiệt lượng. Thì khi đó em sẽ gì? Cái số mol này mình cho nó là x mol đi, đây y mol đi. Như vậy với x-mol carbon và y-mol lưu huỳnh thì chúng ta sẽ có nhiệt lượng tương ứng là bao nhiêu? Các bạn hiểu vấn đề không? Các bạn hiểu Hiểu vấn đề không ạ? rồi. Hiểu vấn đề không ạ? Rồi, sau đó em cộng cái nhiệt lượng của hai thằng này lại. Nhưng ở đây em lưu ý với thầy là hiệu suất nhiệt ở đây có 37,5% thôi. Tức là ở đây có 37,5% là thực hiện quá trình nhiệt đốt cháy đấy. Em hiểu vấn đề không? Tức là sau khi em tính được ở đây rồi thì em cộng ở đây cộng lại. Và em ra nhiệt lượng chung cho cả hai thằng này. Các bạn hiểu vấn đề không? Khi có nhiệt chung rồi thì chúng ta biết được nó bằng bao nhiêu kilojoule. Sau đó chúng ta chia cho bao nhiêu ạ? Chia cho 3600 kilojoule. Chúng ta sẽ tính được số kilowatt giờ. Bạn hiểu vấn đề chưa? Các bạn hiểu vấn đề chưa? Dạ rồi ạ. Các bạn hiểu vấn đề thầy nói không ạ? Ok, các bạn ý cơ hiểu không, để thầy giảng nhắc lại định hướng thầy đi cho bạn là như vậy. Và câu này là một câu hỏi tình huống thực tế hai em nha, thầy nói như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm việc, mấy bạn không ý kiến gì thầy bắt đầu làm việc nha. Rồi, bước đầu tiên em thì định hướng cho bạn làm như sau. Bước đầu tiên em sẽ tính khối lượng của than tổ ong đem đem đốt đúng không ạ? Như vậy đây 2,4 kg thì em sẽ đổi ra nó là 2400 gram. Rồi, khi đó em làm cho thầy các bước như sau. Bước đầu tiên em đi tính cho thầy một khối lượng CE đi. Em lấy nó là 87%. Em nhân cho 2400. Em tính cho thầy bao nhiêu? Bao nhiêu em ơi? Hai ngàn không trăm tám mươi tám 2088 gam. Từ đây em tính cho thầy mol C đi. Mol C chúng ta là 2088, em chia cho 12 bằng nhiêu? Một bảy Đẹp luôn hả? tư tiếp này. Tiếp theo em đi tính cho thầy khối lượng của S đây. Ở đây nó chiếm 1,5% của 2400. Tính cho thầy bằng bao nhiêu gam? Sau đó em đi tính mol S. Các bạn bấm nha, thầy không bấm đâu đó. Ba mươi sáu thầy. Đây là 36 rồi, ok, em lấy 36 chia 32. 1,125.
Rồi. Bây giờ em nghe rõ này. Như vậy trong cái thang tổ ong này chúng ta có chứa lưu huỳnh đúng không ạ? Và bạn biết như thế này. Người ta cho này. Người ta cho là một mol carbon thì tỏa ra nhiệt lượng là 393,5 kJ. Tương tự vậy một mol lưu huỳnh thì nhiệt lượng tỏa ra là chừng đó. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra được này. Chúng ta sẽ dùng quy tắc tần số đi, một mol C thì tỏa ra nhiệt lượng là 393,5 kJ. Như vậy với cái số mol người ta cho chúng ta là 174 mol C thì tỏa ra nhiệt lượng sẽ tương ứng đó là em lấy 174 em nhân cho 393,5 và tính cho thầy bằng bao nhiêu kJ. Thế 68.469. rồi tương tự em sẽ xét đó là một mol s tỏa ra 393,5 kJ thì ở đây chúng ta sẽ suy ra với số mol nó là 1,125 mol s thì tỏa ra nhiệt lượng là em lấy 1,125 nhân cho 393,5 và bằng tính cho thầy bằng bao nhiêu kJ. Cái này mình đơn giản thôi, chúng ta biết đây là phần tỏa nhiệt thu nhiệt đó, cái này nó dễ mà. Xin lỗi nhầm rồi em ạ, của thằng này bao nhiêu ạ, của S đâu phải này đâu, S là bao nhiêu, S của chúng ta là 296,8, 296,8 kJ, 296,8 kJ. Em tính như thế bao nhiêu? Ba 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 phẩy chín này. Rồi, ok. Như vậy vì ở đây người ta cho chúng ta là hiệu suất sử dụng nhiệt là 37%, 37,5%, thì chúng ta sẽ suy ra được là gì? Nhiệt lượng tỏa ra thực tế bây giờ sẽ là nhiệt lượng tỏa ra thực tế thì em sẽ lấy đó là 68.469 em cộng cho 333,9. Ở đây người ta cho chỉ có 37,5% là nhiệt lượng nó tỏa ra thôi. Em nhân cho 37,5 chia 100, em tính cho thầy bằng nhiêu? Bao nhiêu em? Ở đây thì tính được là 25, sẽ là 25.801,0875. Chúng ta có tính cuối cùng rồi làm tròn sau cho đỡ sai số. Rồi, có ý kiến gì chỗ này hay không để dần tiếp. Chúng ta coi thầy bấm đúng chưa? Giờ kiểm tra lại nha. Chứ đừng tin tưởng thầy quá là sau này không được đâu ạ. Bao nhiêu bạn ơi? 150,888375 này. Cái gì em? Ủa, em nhân chung luôn mà thì nó là 28 25 801,0875. Bây giờ. Bây giờ ok, bây giờ chúng ta tính này. Tương ứng với 1 kWh giờ thì chừng này kJ đúng không ạ? Em nghe kỹ. Như vậy chúng ta sẽ là số kWh giờ là tìm lấy 28 25 801 chia cho kia. Chia cho 3600. Em tính cho thầy bằng nhiêu ạ? Thầy ơi, Em ơi.
cái kết quả ở cái nhiệt lượng đó thực tế nó sai rồi. Sao cho này em? Em tính ra 150,888375. Các bạn tính lại coi đúng không nào? Cho tôi tính hai lần nó vẫn sai ta. Ủa, em tính như thế nào em? Dạ không, em sửa cái nhầm rồi. Thầy tính hai lần nó vẫn kết quả đó mà. Em tính lại cho thầy đây nha. Ok, ở đây mình tính được bao nhiêu ạ? Tính bằng bao nhiêu? Ở đây thầy tính là xấp xỉ bằng 7,2. Xấp xỉ bằng 7,2. Dạ, 7,166 thì em ra 7,16 đi. 7,166 là 7,17 em nha. Kilowatt giờ. Cái ý kiến gì vô này không ạ? Em hiểu ý tưởng cái bài toán này không? Thầy giải thích hiểu không ạ? Dạ hiểu ạ. Ok, hết câu A nha. Rồi, câu B. Người ta nói như thế này: các nguồn nguyên liệu hóa thạch như là than, dầu mỏ đang cạn kiệt. Việc sử dụng các nguyên liệu hóa thạch có nhiều hạn chế. Vì vậy, một trong hướng nghiên cứu khắc phục hạn chế nhiên liệu hóa thạch là dùng hydro làm nhiên liệu. Thay thế vì sao? Cái này dễ đúng không ạ? Mình biết là hydro chúng ta là một nguồn nhiên liệu sạch, bởi vì khi mình đốt cháy hydro thì nó sẽ sinh ra nước không gây ô nhiễm môi trường. Thế thôi. Bạn hiểu vấn đề không ạ? Chúng ta giải thích đơn giản là thôi nha. H2 cộng O2 để tạo thành H2O. Thế là xong. Các bạn có thắc mắc gì không? Để thầy giải thích. Còn không thì thôi, thầy sẽ phép dừng câu hỏi này tại đây. Và theo đánh giá khách quan của thầy, đây là một câu hỏi dễ.